I call you pretty, but it never goes as planned. You think it's funny, I'm just trying to be a man. Thì bây giờ mình đang trên đường ở sân bay nè, không ai trẻ khá âm u, không có nắng. Nếu mà nhớ không lầm thì 5 giờ mấy mình mới bay mà 4 giờ mình mới đi ra sân bay lận. Cũng hên là không đông lắm nên làm thủ tục rất là nhanh, rồi mình lên máy bay cái bèo luôn. Mình bay hai chặng từ thành phố của mình đến Montreal và từ Montreal đến Vancouver. Mình chọn chuyến bay không có quá nhiều thời gian transit cho nên là bay đâu đó khoảng 8 tiếng. Sáng nay thì mình với mẹ sẽ đi ăn một nhà hàng Việt tên là Gánh, hình như là ở trên đường Kingsway. Mình rất là thích cách bài trí ở đây và cũng như là kiểu không khí, không gian ở đây nữa rất là đẹp luôn. Không cần đâu. Vì quá lâu rồi không được ăn phá lấu cho nên là mở mắt ra là mình chọn ngay món phá lấu này để mình ăn. Thì mình thấy cũng bình thường thôi, không có gì ngon, nhưng mà mẹ mình ăn bún cá thì ngon hơn nè. Và bạc xỉu ở đây siêu ngon, mình nhất định phải thử bạc xỉu nha. Just as fast as mine, 'cause I could be your guide. I see you by my side, but maybe I'm just blind, but maybe I'm too serious. Đây là quán cà phê mà mình thấy được trên YouTube của một chị và mình rất là muốn đi luôn. Tuy nhiên thì đối với mình đồ uống ở đây không đa dạng và giá cả hơi cao. Tuy nhiên thì đồ ăn cũng rất là ngon, cho nên nếu mọi người đến đây thì nhớ phải thử được những chỗ này nha. Sau khi mua sắm các thứ xong thì mình và mẹ mình đi qua North Vancouver để đi cầu treo Capilano. Mình với lại mẹ mình sẽ đi cái cầu tên là Capilano, cái cầu chữ cầu không biết gọi là cầu gì, cầu dây. Trời ơi đây siêu đẹp luôn, kiểu như này có suối mẹ. Mình đang ngồi ăn khô bò với lại uống cà phê, mẹ mình cũng thật chán. Kia đi nó làm cho cái cầu nó cứ đông đưa gì đó, mình cảm thấy nó là không có an toàn, té, nhưng mà nó làm rất là chắc cho nên là chắc cũng không sao. Chứ có điều là hôm nay đi đông người du lịch quá không có chụp hình được một mình một cái cầu. Đối với mình thì cầu treo này cũng không thật sự quá ấn tượng, cho nên các bạn nào đi trip ngắn ngày thì có thể lựa chọn bỏ qua. Còn nếu bạn đang muốn ngắm thiên nhiên thì cũng có thể đi thử. Tụi mình kết thúc ngày hôm nay bằng một quán nướng Hàn Quốc. Theo mình thì quán này cũng tạm được thôi, tuy nhiên vì nó ở downtown cho nên là cũng khá là tiện di chuyển. Các bạn có thể cân nhắc đi thử. Chỗ này là Longdale Square, thì các bạn nhìn qua bên kia có thể nhìn được thành phố Vancouver cũng như là Stanley Park. Chỗ này thì buổi chiều mình có quay lại tại vì khá là chill á. Thì nếu các bạn nghe được mình nói gì thì đó chính là mình đang cảm thán về con thuyền này, kiểu nó quá là bự, nó quá là dài luôn ý. Mình không biết là nó có khởi hành đi qua những nước khác được không, kiểu đi qua Anh được không, mong là được bởi vì nó bự tới cỡ này cơ mà.
thì mình với mẹ mình sẽ đi UBC cũng như là Botanical Garden của UBC. Mình thấy trong này có rất là nhiều chỗ tham quan nên là mọi người nên cho chỗ này vào lịch trình của mình nha. Skytrain qua Richmond nè. Vì buổi sáng đi bộ UBC khá là mệt cho nên là mình cũng không quay nhiều lắm. Thì khi đến Richmond thì chủ yếu là mình đi coi trung tâm mua sắm cũng như là đi ăn ở một nhà hàng thôi. Đây chính là nguyên nhân là mình nằm nạp đồ đến Richmond cho bằng được nè. Thật ra thì đây là cái đường kiểu như welcome mọi người thôi. Còn cái hàng mua vé tại cổng thì nó dài khủng khiếp luôn. Ở đây thì rất nhiều người châu Á luôn. Mắc cười là cái bàn mình ngồi thì ngồi chung với hai người nữa. Họ ở bên đầu nói tiếng Quảng Đông nhưng mà nghe tụi mình nói tiếng Việt thì cũng quay qua nói tiếng Việt luôn. Cause maybe I could change your mind to see me different. And I could get your eyes on my prescription. And maybe all it takes is the same vision for me to get your heart beat going. Đây là quán cà phê Monet. Mình tìm được ở trên TikTok và nó rất đẹp và bánh cũng rất ngon quý mọi người. You know I keep you by my side. But maybe I'm just blind. Hôm mình đi thì trời hơi gió cho nên là cũng không có nhiều người tắm và đứng ở ngoài biển cũng rất là lạnh luôn. Lịch trình cuối cùng trước khi ra sân bay của mình đó chính là ghé qua một outlet. Ở gần sân bay thì phải, các bạn đi Vancouver thì nên ghé qua cái outlet này ha. Mình thấy đồ cũng đẹp mà giá cũng rất là hời. Và đó cũng chính là kết thúc cho chuyến đi Vancouver đợt này của mình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Và tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những video lần sau.